Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở huyện Mỏ Cày của tỉnh Bến Tre các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của chị Châu. Hôm nay chị Châu có giao lưu với anh em một số gốc mai tàn nha anh em, nằm đất nha. Giá cả hữu nghị luôn. Rồi, mình vô bắt đầu vô quay video. Anh em nào thiện chí lúc nào thì mình alo chị Châu để mình sở hữu các bạn. Nguyên một cái lùm luôn nha. Tàn tán xum xê đầy đủ luôn. Cái này bonsai lỡ anh em ơi. Cái chiều cao nó tầm khoảng 2,8 m anh em. Còn cái tán ngang nó tầm khoảng 3 m nha. Cây này một cốt anh em, tai chi là cứng khừ luôn, đặt hết trơn anh em. Trời, cái mặt bông cái gốc này là khoảng bao nhiêu cánh vậy chị Châu? Từ 10 đến 12 cánh. Rồi, từ 10 đến 12 cánh hả chị? Rồi, cái này bông đẹp anh em ơi. Đây, đi vòng mặt bên đây cho anh em, tàn rất là tròn nha. Đây, tròn quay luôn anh em. Cái này do vị trí với trồng cái bụng hơi thấp nha, vậy anh em đưa lên cái chồng là cân xứng nó cao cao đó. Cái này giá trị nè. Rồi cho anh em tham quan nội thất bên trong nha. Đây, bông là chỉ báo là 10 đến 12 cánh nha anh em, bông bao đẹp luôn nha. Đây, bộ đế đây. Cái này đế hơi bị cọp nha anh em. Wow, cái thân thì khó nói anh em, xanh mơn mởn luôn. Còn tơ măng anh em ơi, đế nè. Ở đây do cái tạng nó hơi gặm xíu nè, nó dày quá, mình vô quay một lần tổng thể không hết nha, đi từ gốc khía cạnh đây nè. Đế nè, nồi đế bao đẹp luôn. Cây này thần cái mô này lâu rồi nè, trồng lâu rồi nha. Ở đây chỉ giao lưu thì bao xếp cho anh em mỗi cây là 200 km nha. Cái này anh em đến giao lưu càng nhiều thì giá nó càng rẻ anh em ơi. Hết vườn ba mấy cây tầm khoảng 300 triệu nha anh em, là hoành 70 nha, có gốc là trên 70, rồi nhỏ nhất là 40 nè. Đế đẹp không nha. Rồi cây này nè, đế đều hết nha anh em, không lỗi nha, thân đẹp quá. Này bộ tạng nè, chi cành nè, bắt đều hết nha. Cốt cành cũng lớn như nè, cái này gì vừa chơi vừa nuôi cái tàn anh em ơi. Rồi mình đo thử thông số này khoảng bao nhiêu vậy chị Châu? Này gốc mã số 9 nha anh em. Rồi cái hoành nó khoảng nhiêu vậy chị Châu? 53 anh. Rồi 53 hoành hả chị? Rồi ok. Dạ 45 triệu anh. Rồi 45 triệu ha, mình bao xếp 200 km hả chị? Rồi 45 triệu nha anh em. Gốc mã số 4 nha, ủa số 9 nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 13 nha. Đây, cái này một cốt đi lên em ơi. Chiều cao khoảng 4 m nha anh em, tán ngang tầm khoảng 1,8 m nha. Đây, thân nó xoắn nhẹ nhẹ nha anh em. Đây, tàn tán thì nó cũng lợp cũng dày anh em, đầy đủ hết nha. Cái này vừa chơi vừa nuôi theo anh em ơi. Tàn tròn nha, mình quay luôn. Cây liền lạc nha anh em, không thể tích nha. Đây, mặt bông cái này là bao khoảng bao nhiêu cánh vậy chị Châu? Dạ 8-12 cánh. Rồi 8-12 cánh ha. Đây, bộ đế này nè. Đây, đế đẹp nha nè, đều nha, tất cả các mặt luôn. Rồi mặt bên đây luôn. Cái này nằm lết lết vậy nè, dáng nó siêu siêu nha. Rồi tàn phía đây luôn. Cái này có dạo nước rồi nè, bắt đầu trồng thả nha. Đây, rồi mình đo thông số luôn chị. Rồi hoành khoảng nhiêu chị? Dạ 49 anh. Rồi 49 hoành nha anh em. Cái này chỉ đo trên cao nha, khi nó chỉ không có biết đo anh em ơi. Một hai con hoành nó trên lệch nha, xíu nha. Có gì anh em đến anh em xem rồi anh em đo lại. Cái này mình cho lưu giá nhiêu vậy chị Châu? 12 triệu. Rồi 12 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo mà các bạn tham khảo gốc mã số 10 nha. Cái này một cốt nha anh em, một cốt thẳng đi lên nha. Chiều cao gốc này khoảng gần 4 m anh em, còn tán ngang tầm khoảng 3 m nha anh em. Đây, một cốt giót luôn nha. Cái này cái thân đẹp anh em, nâng nha. Đây, tàn nè, tàn thì tàn tán đang tạo anh em ơi. Này về anh em nuôi cái tàn nó dày thêm nữa là chơi anh em ơi. Cái này cũng chuẩn nha, thân tàn đế. Cái mặt bông cái này là mình thấy chưa vậy chị Châu?
từ 5 đến 9 cánh ha. Đây. Lá mừng mỡ nè em ơi. Đế nè. Kề đế cũng đều nè. Ở đây đa số mai vườn nhà thì trồng cái lắp đế nè em ơi. Cái này mình thiện chí mình đến trực tiếp vườn đi mình xem. Rồi mình ưng cây nào đó mình mua đế mình xem nè. Đây cái này đế chảy đều hết nha. 46 anh. Rồi 46 hoành trứng. Rồi ok chưa? Rồi quay lại trong cái anh em xem lại cái mặt tài nha. Mặt phía bên đây. Ở đây chỉ để cái giá là cho anh em là cho anh em về nuôi lại nha anh em. Rồi mình số 10 này cho lưu giá nhiêu vậy chị Châu? Rồi 20 triệu nha anh em. Bao ship 200 km nha. Hoành 46 anh em ơi. Ở đây do lần đầu chị Châu lên sóng nên chỉ đo khi nó không chính xác anh em. Có gì anh em thông cảm nha. Mình thích lúc nào đó mình đến trực tiếp mình xem đi cho nó cụ thể hơn em. Rồi mình giao luôn. Vườn còn nhiều nha, tầm khoảng trên 30 gốc anh em. To nhỏ các kiểu nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 11 nha. Cây này một cốt đi lên em. Tàn thông nha. Cái này đang trong quá trình thành phẩm anh em. Cái này về mình nuôi thêm nha, cho tàn nó dày thêm nữa để chơi anh em. Cái chiều cao này nó khoảng 4 mét nha anh em. Còn tán ngang tầm khoảng 1m3 nha. Có hơn anh em. Thông số chiều cao và tán ngang mình chỉ ước lượng nha anh em, không có chính xác khung nha. Rồi 5 đến 9 cánh ha. Đây. Tai chi đầy đủ cho anh em. Vì dằn vài nước dây là chơi là ok nha. Đây. Liền lạc hết nha. Cây không thẹo tích nha. Đế nè. Đây. Cây này nó dằn nhẹ nhẹ nha anh em. Đây. Củ nở đế cũng chảy đều hết nha. Này. Cây nước da mơn mở nha anh em. Lá xanh mượt luôn. Mã số 11. Đây, quà cái đế quá lớn anh em ơi. 55 anh. Rồi, 55 hoành nha. 26 triệu anh. Rồi, 26 triệu là anh bao xếp 200 km hả chị? Rồi, tầm giá này anh em về anh em nuôi cái này nó tiềm năng nha anh em. Đế đẹp nha. Tiếp theo, mã số 12 anh em ơi. Đây, một cốt anh em ơi. Tàn tán thì đang tạo nha. Chi cành đầy đủ nè. Cái chiều cao này tầm khoảng 2m6 anh em. Tán ngang 1m3 nha. Một cốt nâng anh em. Dạ, 8 tới 12. Rồi 82 cánh nha anh em. Này tay chi đầy đủ nha. Vì mình vô dây mình chơi anh em ơi. Cái này bán cái giá nó mềm phao anh em. Bán cái giá để cho anh em về anh em nuôi lại nha. Tại cây nó chưa thành phẩm anh em. Vườn thì lọt chọt nó vậy đó anh em. Nè. Đây do nhu cầu chỉ không có thời gian sốc anh em. Cũng đơn chiếc nha. Anh em xem rồi anh em tham khảo của mình thích cốc nào đó. Mình alo ngay chị Châu bạn. Gặp ngay chị Châu nha. Số điện thoại chị Châu để trong phần tiêu đề. Để mình giao lưu với chị. Nhiều anh em. Ba mấy gốc nha. Cây đa số là một cốt không anh em. Lúc xưa chị nuôi đó, mua về chọn lựa anh em. Đế cũng đẹp hết nha, không có xấu nha anh em. Cái này đế là có giao lưu anh em ơi. Đây đế cái này nè. Dạ 53 anh. Rồi 53 hoành nha. Đây. Rồi mình giao lưu 12 này giá nhiêu chị Châu? Giá 12 triệu. Rồi 12 triệu ha. Mình bao xếp 200 km hả chị?